Hôm nay thì Nam cũng đang ghé lại thăm miếng vườn sầu riêng Thái nha quý con. Thì hiện tại giờ thì nó đậu trái gì nè quý con. Đây. Thì vườn sầu riêng này thì cũng đang áp dụng theo cái quy trình xử lý làm bông nuôi trái của bên Nam. Thì hiện tại giờ Nam cũng đang vô xem. Tại vì cũng đã tới cái lứa mình giải phân đó quý con. Để mình nuôi nuôi bông á, nuôi trái này nè. Đó, thì giờ là mình phải giai đoạn này là mình phải thúc nhẹ nó cử phân nè để cho nó đủ cái dinh dưỡng á để nó nuôi trái. Tại vì giai đoạn này thì mỏng thon thì nó đậu trái được rơi vào tầm khoảng bữa nay nữa chắc khoảng được khoảng trên 15 ngày rồi. Đậu rồi thấy không? Quý con nông dân thấy không? Chùm 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 nè. Đó. Trái cực kỳ không mỏng thon mà trái mà cái lứa trái mà quý con nông dân thấy không, nó đồng thanh đồng thủ, nó tròn luôn nè, đầy đủ hộc luôn nè, thấy không? Trái đậu nè, ghê hồng không? Thì đây là một cái vườn thì sầu riêng này thì cũng làm theo cả một cái quá trình gọi là quy trình xử lý làm bông nuôi trái, xử lý làm bông. Lứa này thì nói chung là cũng khá là nhiều nhà vườn cũng gọi là không có cái lứa này, thì cũng có thôi nhưng mà có ít lắm quý con, có ít lắm. Này thì làm trước nha quý con, này là làm trước nè. Thì giai đoạn này bắt đầu là Nam sẽ cho gãi cái thằng 12 11 18 gãy xương cho nó gốc khoảng 300 g. Thì gãy xong rồi khoảng tầm khoảng độ khoảng 10 ngày sau thì Nam sẽ cho tưới cái xô mát gia băng cộng với cái humic để cho nó nuôi cái lượng trái này nè, cho nó đủ cái thành phần dinh dưỡng để nuôi cái lượng trái này cho nó được bung đòn đó, cho nó đầy đủ hộc ra, nó bung ra. Thứ hai nữa, ngoài ra giai đoạn này trên 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 trái á thì Nam sẽ cho xịt cái dòng là cái gì, canxi bo, xịt canxi bo rồi Nam cộng thêm cái thằng cái thuốc bệnh nữa quý con. Thuốc bệnh thì Nam sẽ cộng cái chai MD79 với cái dòng là cái chai là chiên tẩy da lu da cám á quý con. Để làm gì? Nhằm mục đích là giúp cho cái gai này nè cho nó được xanh, nó sáng lên, cái trái của chúng ta nó không bị nám nha. Còn nếu mà trường hợp chúng ta không tẩy giai đoạn này, sau này cái trái gai của chúng ta nó sẽ bị nám cái đầu gai á quý con. Đậu trái nè. Đây. Thì anh em thường thường anh em hỏi là vườn sầu riêng á, là vườn sầu riêng này là bao nhiêu năm rồi? Thì vườn sầu riêng này là khoảng được 5 năm mấy rồi quý con. Đang hổng gà thì mình cũng đang cho xịt cái vấn đề là ngừa cháy lá quý con. Hiện tại giờ thì một số vườn thì đang giai đoạn nuôi trái như thế này á thì nó có hiện tượng là bị cháy cái chót lá. Cháy cái chót lá thì Nam cho ảnh xử lý lại là cái gì? Ở dưới gốc thì Nam sẽ cho tưới thuốc bệnh lại dưới gốc. Còn ở trên trên lá thì Nam sẽ cho phun là cái dòng là gì? Cái gói siêu nấm. Đó, cái gói siêu nấm cộng với cái gói niêu nấm bệnh 79 nha quý con. Nè, tại vì cái chót lá này nó chuẩn bị nó cháy nè. Nó cháy cháy, cháy nè, bởi vì ra bây giờ Nam phải cho phun phun ngừa trước nha. Để nó không có sự lây lan. Chót lá nó cháy nè. Phải phun ngừa trước luôn để chặn cử cho nó quý con. Chứ để nhiều khi mà tới giai đoạn mà nó cháy luôn á, nó cháy nhiều quá thì cây của chúng ta mất sức lắm. Đậu nè. Đây là phun cái bộ đậu trái của bên Nam. Cái bộ đậu trái, chiên đậu trái sầu riêng của bên Nam luôn nè quý con. Thì bữa nay thì thành quả như thế này. Nó đậu trái nè. Này nữa phải đi liên. Đi lãi trái bỏ bớt đó quý con. Phải lãi thôi. Chứ giai đoạn mà chúng ta để trái nhiều quá thì cũng không được. Đây sầu riêng á, một cây như thế này á. Thì năm cái vụ này vụ thứ hai rồi. Chứ không phải là vụ đầu. Vụ thứ hai. Thì Nam sẽ cho ảnh chừa lại một cây như vậy tầm khoảng từ 45 cho đến 50 trái, dao động cỡ đó nha. Tại gốc này nó rất là to rồi, nó bự rồi chứ không phải là gốc nhỏ. Thì nói về cái năng suất thì nó sẽ đi theo từng năm. Đó. Trái nè, có lứa thì nó đậu trái bự, có lứa thì mới đậu nữa nè quý con.
không? Ừ. Này thì phun cái bộ đậu trái của bên Nam thì quý con nông dân thấy không? Nè, trái chất lượng luôn thấy không? Đậu chùm chùm luôn nè. Đó. Nè. Quý con nông dân mình xem nè. Ở trên đó là cái đọt cắt nha quý con, chặt cưa cái đọt này nha. Trái đậu. À. Nó phải vẫn có rụng nha quý con. Tại sao rụng á là rụng những cái trái eo ọt á, hay còn gọi là cái trái cong á, quẹo á, nó sẽ rụng loại trừ đi. Còn những cái trái mà nó suông đuột á thì nó sẽ đậu nha. Đó, à, đậu nhóc nha, thấy không? Như cây này giờ nếu mà Nam để khoảng 50-60 trái thôi, 50-60 trái là Nam nói thẳng với con nông dân mình luôn là phải đi bắt buộc phải đi lãi bỏ trái bỏ bớt á. Chứ đâu. Chứ nó đậu là theo như cái mức này á là nó đậu từ hàng trăm trái. Thì cây của mình đâu nuôi nổi đâu quý con. Nè. Thấy không? Cũng phải rụng chứ đâu phải mà không rụng đâu, tại vì do cái là cái gì? Trên một cái chùm như thế này bắt buộc Nam phải cho nó rụng, rụng là rụng những cái trái èo ọt hay còn gọi là cái trái cong quẹo đó. Sau này mình đi lãi bỏ cũng vậy à. Thì mình chủ yếu là gì, cho nó rụng những cái trái èo ọt đi, mình nuôi những cái trái như thế này. Thấy chưa? Đồng thanh đồng thủ nè. Này là vườn vườn Thái nha quý con. Sầu riêng Thái. Hai cổ luôn. Một cổ thì đậu trái trước, một cổ thì đậu trái sau. Tại lúc đó là làm thì nó ra gọi là nó ra hai cổ trái luôn. Anh chủ nhà vườn thì mình sẽ kêu anh chủ nhà vườn để hai cổ luôn quý con. Nó đậu nè, nghẹt hết trơn thấy không? Cây này gốc này rất là to quý con. À gốc nè, chà bá luôn nè, thấy chưa? Cây này Nam để khoảng 50-60 trái là chuyện bình thường rồi quý con, không sao hết. Cây này đủ lực rồi. Cái thứ hai nữa là vườn này chặn vừa rồi á thì mình cũng có chia sẻ tất cả quý con nông dân của mình là vườn này nó bị xì mủ khá là nhiều. Vườn này nè. Nó xì mủ á, xì mủ theo nách này nè. Thì khi mà anh quét thuốc của bên Nam rồi là coi như là cái vấn đề xì mủ nó sẽ hết dứt điểm chảnh luôn nè, thấy không? Mấy cái nách này bị xì mủ nè. Đó, nách này xì mủ nè. Anh lấy cái gói siêu nấm cộng với gói niêu nấm bệnh 79, anh quét vô mấy cái vết mà ngay chỗ cái nách đó xì mủ á. Hết trơn, nó khô gan luôn. Ngày xưa thì anh quét thì nói chung anh quét nhiều loại lắm. Nào Gidomin này nọ đó mà không có nào hiệu quả hết, tại vì do cái là nó tái đi tới lại. Và khi anh quét bên cái gói siêu nấm với gói niêu nấm bệnh thì bắt đầu là nó khô luôn. Khô gan luôn. Ở đây thì quý con nông dân biết đó, thì kênh này á là Nam tạo một cái kênh mới chuyên về cái sầu riêng để nhằm là đi vườn như này, Nam quay, Nam chia sẻ với tất cả quý con nông dân của mình để quý con nông dân mình xem về cái kênh chuyên sầu riêng nha. Còn cái kênh bên cùng nông dân ra vườn Mr. Nam á là Nam sẽ ưu tiên quay về cái những cây trồng ăn, những cái cây ăn trái khác nha quý con, như chẳng hạn là gì, chanh hoặc là mít đó, hoặc là những cái cây khác thì Nam sẽ quay, Nam sẽ up lên cái kênh đó. Còn cái kênh này thì Nam sẽ chiên để quay cái vườn sầu riêng thôi. Thì rất mong quý bà con nông dân của chúng ta ủng hộ dùm cho Nam bằng cách là gì? Đăng ký kênh đó, đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam để Nam ra những cái video mới về sầu riêng á, thì quý bà con nông dân của mình á có thể thấy mình xem để mình cùng nhau trao đổi thêm về cái kỹ thuật, về cái cách mà chăm sóc sầu riêng, nuôi bông nuôi trái, giờ cái cách xử lý làm bông nha quý con. Nam giai đoạn này thì thường thường là Nam đi vô vườn á, Nam phái lắm quý con. Nam phái là gì? Nam ngắt cái đuôi chuột nó đi bỏ đi. Để làm gì? Ngắt cái đuôi chuột đi nhằm mục đích là gì? Nó sẽ hạn chế cho chúng ta sau này cái vấn đề là gì? Thúi đít nha quý con. Thúi đít á. Đó, tại vì nếu mà trường hợp mà chúng ta không có ngắt đít á thì sau này nó dễ bị thúi đít lắm. Đuôi chuột á quý con. Trái đậu nè, thấy ham không? Đậu nè, trên đọt đó nè, nhiều lắm quý con ơi. Trái này phải đi lãi bỏ bớt nữa, tại do cái sản lượng trái mà nó đậu kiểu này á là
là khá là nhiều. Cây của chúng ta nó sẽ không có đủ để nó nuôi được cái trái của chúng ta. Như chẳng hạn mấy cái trái này là phải bỏ nè. Nè, èo ọt nè, thấy không? Cong cong quẹo quẹo nè, dẫn cái đít lên nè. Mấy cái trái mà nó dẫn cái đít lên á, thì quý con nông dân của mình nó gảnh gảnh á, đi lãi bỏ đi. Tại sao? Mình không lãi bỏ nữa, từ từ nó cũng rụng thôi. Nó cũng rụng mà. Mấy cái trái này nó ngộ lắm, sầu riêng á. Tại sao? Nó chỉ nuôi những cái trái đẹp thôi. Thấy không? Lãi bỏ sầu riêng thì nói chung là giai đoạn này thì Nam cũng chia sẻ tất cả quý con nông dân của mình luôn. Ai đang trồng sầu riêng á ở những cái vùng mà có hiện tượng mà nước mặn đó nên chú ý nha quý con. Hiện tại giờ dùng cái sách Sóc Trăng nè, đang bị mặn rồi đó, nước mặn đang lên rồi đó. Bởi vì ra là cái gì, trồng sầu riêng thì nói chung là mình phải cố gắng là cái gì, mình phải coi coi kiểm tra cái độ mặn thường xuyên, hay là cập nhật cái tin tức thời tiết cho nó phù hợp trên cái vùng mình đó, để mình khống chế cái vụ mà nước mặn nha quý con. Hiện tại giờ thì vườn này thì Nam cũng đang cho bế lại rồi, bế nước lại rồi. Nam không có còn cho nước ra vô nữa để hạn chế cái vấn đề là mặn nó xâm nhập vào. Dùng đậu trái nè quý con, cho thấy nè, cái đậu nè, từ trên đọt cái đậu dài dài xuống luôn nè, thấy không? Đó. Thôi thì nói chung là Nam kết thúc video tại đây nha quý con. Quý con nông dân mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam nha. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của Nam nha.